ăn cho con nè. Con thấy mẹ cửa sổ hết. Nắng qua mẹ về rồi thì con sẽ chăm sóc cho mẹ. Rửa chén nè, con nấu cơm, giặt đồ, lau nhà giúp mẹ. Và con sẽ học giỏi để anh có viết thư cho mẹ vui. Và con sẽ làm giỏi lắm là làm gì? Để làm con làm bác sĩ. Bác sĩ gì? Làm bác sĩ để chữa trị cho mẹ. Và nếu như có tiền thì con sẽ xây nhà cho mẹ, không rồi con nếu còn dư tiền thì con sẽ đưa cho mẹ để ảnh cho mẹ vui hơn nữa, và để ảnh cho mẹ sống lâu với con. Mẹ, con rất thương mẹ lắm, và con hứa sẽ ngoan ngoãn không lì để ảnh cho mẹ vui. Và con cũng cho mẹ vui để ảnh mẹ sống lâu hơn. Là con hứa là con sẽ làm một đứa con của mẹ suốt đời. Con sẽ giỏi quá, nó học ở trường nào mình về đây nói chuyện hoa với ta. Học trường gì? Lớn rồi con học trường nào? Hay cô đi. Trời ơi, cô giáo dạy cho hết ngoan thiệt. Mẹ trường đó con vô nói với cô là cảm ơn cô dạy con ngoan vậy. Cảm ơn trường A School nha. Không biết này, mẹ trai. Không biết là gì mà cái tài này giờ không ôm được.